Bắt ngắn rồi, nghe rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu chơi một tựa game Mutant Fortune Cup 2. Dạ, nó lại mới đầu. Bây giờ mình quên chào rồi, thôi bỏ qua phần đó đi. Chúng ta sẽ đọc. Nào, để mình bắt đầu một tí. Đây, giờ đây con thú mình đây. Cái gì vậy? Lông lá tắc kè hoa. Máu nó là 1182. Nó khá là mạnh. Giờ mình sẽ đi quýnh hai con. Đây, là con gấu trúc Mỹ pháo thủ nè. Hiện tại là máu nó tới 1000 năm, nên mà không thể tiêu diệt được nó. Và nếu như mình giết được con gấu trúc này thì mình sẽ tiếp tục làm clip. Nếu như mình bị nó giết giữa chừng thì mình sẽ đóng clip lại. Trời, mới vô bị làm choáng rồi. Cái mình phải bật con chó điên này lên nhé. Yeah, chí mạng rồi. Nhưng trước sau nó cũng hơn mình rất nhiều máu, nên mình nên xài như nào người ta. Im rồi. Đây, mình sẽ dùng kiếm này. Đó, kiếm này khá thú, nên chắc trận này mình nguy cơ thắng của mình khá cao. Rồi, mình sẽ thủ một cái để cho nó đánh không bị mất máu nữa. Không phải là không bị mất máu mà bị mất ít máu, không phải là mất nhiều máu các bạn. Rồi mình sẽ đổi trực tiếp chơi nó. Rồi, chí mạng rồi. Trận này không biết ai thắng nữa, tại vì nó bây giờ nó cũng tương đương mình thôi. Yeah, lại chí mạng nữa rồi. Con mình nó sở hữu chí mạng lên tới 30% rồi các bạn. Nên là chí mạng lần nào nó cũng nhiều khi nó dính chí mạng nhiều. Nó gây chí mạng nhiều. Nhưng mà một khi đối thủ nó có giáp thì nó không thể chưa lập chí mạng được. Không được. Bị nó đánh thêm một nhát nữa là mình chết. Ủa, trừ hết máu nó cho anh đi. Trừ hết máu nó đi. Đúng rồi, còn một nhát nữa thôi. Yeah, mình đã từng hết máu được nó. Giờ bây giờ mình sẽ bắt đầu. Được, không, cái này cũng được. Không sao. Ở cái này nó quảng cáo chứ, mà mình sẽ thoát ra nhanh chóng thôi. Mình đã mở dòng tiếp theo. Ôi trời ơi, mình đấu với con mới khủng lồ. Mình sẽ đấu với hai dòng con mới nha. Đó, mình sẽ kết thúc video. Nếu như mình đánh thắng ngay dòng 1 thì mình sẽ tiếp tục dòng 2. Còn nếu như mình thua dòng 1 thì mình sẽ đánh lại dòng 1. Và khi mình thắng dòng 1 mình sẽ không tiếp tục dòng 2 nữa. Đầu tiên xài cái này đi. Mình đang cố gắng để dành nè. Ui, máu nó tới 2009 lận. Chết rồi, máu nó tới 2009. Không được rồi. Mình không thể ngay nó được. Cay rồi. Bây giờ có cái cú đá nó cũng đỡ. Chúng ta sẽ hồi chút máu. Họ giờ bao nhiêu thì lấy bao nhiêu đó để chơi thôi. Không có gì đâu. Mong là trận này mình sẽ thắng đi. Tục làm video cho các bạn. Thắng đi. Sao không chắc nào chí mẹ nha.
Ôi giời, nó cắn mình mất nhiều máu quá. Thôi, được rồi, mình sẽ cắn rồi mà. Được rồi, giảm hết máu nó ra. Ôi, má nó coi vậy chứ trâu quá. Ôi, nó còn bắn cái tia ra che, tia che nó chồng người mình nữa. Đổi chiêu ngay thôi. Qua bộ kỹ năng này cũng không khá hơn bao nhiêu. Đổi chí mạng rồi. Được rồi, mình sẽ gào hồi máu nha. Bây giờ mình tập trung, vì mình tập trung cho nhiều nhất là máu nên là mình phải thật sự chú trọng đến việc máu. Máu này tấn công mình phải chú trọng tới hai việc đó. Được rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, không biết chúng ta có thể cặp cự được không nữa. Ôi, nó giảm quá trời máu của mình rồi. Không được rồi, trận này có hội cao mà mình sẽ thua. Rồi các bạn like share thật nhiều để mình cộng tiền mình nâng cấp con này nha, chứ giờ mình yếu quá rồi. Phải lại bị trừ máu nữa chứ, mình chết rồi. Thôi, bây giờ đánh hay không mình cũng chết. Yeah. Ngày phút cuối cùng thì có thằng Linh mỉm cười. Phải. Được rồi, như lời hứa mình sẽ tiếp tục qua công thứ hai. Công thứ hai mình cũng chết sống mình. Trời ơi, cái này bảo quản cấp tội lao. Đâu với mối nhìn nhện nha. Này sẽ đâu với mối nhìn nhện. Chỗ đi cái chỗ bên kia. Mối nhìn nhện. Ủa, máu nó có 3.200 con kiểu bạc. Không được rồi. Một phát chí mạng của con này nữa. À hơi quá, nó đánh mình không thấm. Ui, thấm rồi, bắt đầu thấm rồi. Đặc biệt mà mình có cái chiêu rắn nha. Chiêu rắn ở trên đầu nó sẽ làm độc. Mình đang phân dân nhớ mà. Rồi mình sẽ xài chiêu rắn này. À, cái tiếng bình thường kia nó giống con rắn. Ôi, nó cũng xài độc kìa. Mình sẽ cho thêm chút độc dược mình nhớ con này nữa. Con sói và một cái hồi máu cũng không được mấy nha. Thôi, nó làm gì cắn vậy trời. Thôi, chắc trận này mình chắc cũng phải dừng video thôi. Thôi rồi. Và thôi, mình đã defeat tại đây. Tạm biệt các bạn. Và nhớ đăng ký nha. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy chia sẻ, like, share, chia sẻ cho những cái bạn những bạn trên cộng đồng mạng rồi đó. Các bạn hãy chia sẻ về kênh của mình để kênh mình có thật nhiều người ủng hộ nha. Bye bye các bạn. See you later.